cơm rồi anh cách nhiệm đấy, dạ là tôi chết luôn. Đây là một trăm đáp ơn anh cuối và da mới nhuộm đen kìa. Đâu anh mới làm người mẫu bên fashion show đâu vậy mà. Không có biết nó đăng cái hình anh biết không ta. Nói chung là chương trình này không chúng không ta hình của anh đến với nhau. Hai đội con như một đội phải hỗ trợ và yêu thương nhau. Tiền bạc không quan trọng. Tiền bạc là gì? Chúng ta có thể chơi hư, chơi dở, chơi bể cà le, nhưng mà đem tiếng cười đến cho khán giả. Và nhất là những cái số phát sóng thứ ba mình coi khám được con. Thì con đến cha mẹ ơi, con cũng đi dở quá, đúng không? Mà mình đã biết là những số khác cha mẹ mình cũng biết mình dở rồi. Nên số này mình giỏi nữa thì cha mẹ nó cũng dám ai cũng giống cha mẹ. Nên mình cứ giải thích em, ok. Em lúc nào cũng sợ nha. Ồ, ok, giống anh thích vậy đó. Em sơ cái thua đều đều. Cứ chơi thua và chú em anh. Nghe, im lặng thời gian mà cái thằng nó kêu hồn á. Vừa mới sao mà nó nghe nó nói trời má ơi, giống như là nó mai miệng đó vậy. Thôi đây. Cái gì ký tiền nữa, mấy con này có tiền bạc mà ký. Dạ nói chuyện đàm vàng nè. Hay nói chuyện đàm vàng. Chuyện đàm vàng. Ê, chuyện này chuyện này chơi vui nè, nãy nó chơi là chung vui lắm thầy đó. Chơi này nè. Ha, chơi nó vui lắm thầy đó. Ha, khi đến chương trình Im Lặng Là Vàng, em cứ nghĩ là em được nghỉ nói số tiếng đồng hồ. Mà không ngờ là 2 tiếng đồng hồ bên hình là em nói ôm MC luôn á. Giống như là xem chương trình Im Lặng Là Vàng đi biết nha. Vui cả nhà nha, chơi hay lắm. Làm đội em là dễ thương lắm chị. Không sai lầm lớn tiếng của em là chương trình này có đôi luôn. Ủa chơi mình anh em nha. Hồi xưa thương anh lắm. Thương anh là học điều khiển khiếp Ngọc ơi. Anh chơi nghĩ hấu kỹ quá. Chơi cái này hết thương luôn. Anh có nghĩ là anh cũng đổi đồng đội chơi nếu như mà anh được mời lại không anh? Anh hy vọng chương trình là cho anh được. Chương trình hãy muốn chơi. Cho anh được chơi lại và đặc biệt không chơi chung với Hoàng Ngọc. À, anh suy nghĩ gì về đội của đối thủ anh? À, đội đối thủ nó cũng có một thành viên của quậy nha. Thì không, nói chung là đối thủ thì Vàng nhận xét đây. Cô bé này nói chung là tiếng nó luôn, tại mỗi đứa hát một vòng rồi. Con bé này là con bé giúp cho bên đồng đội của Vàng mất 2 triệu. Nói chung là bé này hao hàng mất 2 triệu luôn. Bây giờ nó nghe nè, nhận xét về đồng đội như thế nào? Thì bây giờ mình nhận xét nè, đồng đội già hơn anh thế nào? 6M và nói chung là không hồn nhiên hay với anh. Nói anh vừa đẹp vừa hồn nhiên mà khuyến mãi một đứa con vợ, một đứa con vợ, hai đứa con. Có phải làm thì có chuyện đó, đúng không? Đó, đời em cũng bao giờ có vợ có con được nha anh. Không, em đẻ được có chồng hả? Em đẻ được, em có hai đứa con chứ. Nói thì em nói đi, ca ngợi hai anh chút xíu, bây giờ anh ca ngợi hai em quá đó. Nói chung là sau cuộc chơi này được không đúng rồi, nó không đúng. Anh muốn tạo sân si sao mà tạo xung đột để trên truyền hình cho nó coi. Với hai đứa anh thương hai đứa em quá trời luôn. Đúng rồi, mà em nó thương quá trời. Hai đứa anh đặt để nói thật sự ra anh rất thương hai đứa. Anh nói thiệt, thấy hai đứa chơi rất là anh rất là lo lắng, nhất là cái giọng. Anh bé nào tên Thảo hoặc Mai chín năm nhật? Không có, cái thằng bé này anh rất thương mà. Đâu, bé tên Mai. Cái giọng mà. Mai giọng tiếng quý gì má? Nói chuyện đi. Giao tình cảm luôn. Giao tình cảm mà thật sự ra chơi khi mà Ngọc với lại Lan mua cái vòng chung kết á, thì khi mà đi qua cái hố băng để không để mà đạt được 10 triệu á, thật sự là rất xót cho cặp chân của hai em đó. Nhưng mà anh dùng cái đá vô cái bót của không, em mà rất xót, thật sự rất thương của em, anh rất là thiệt muốn khóc với tụi em luôn. Muốn khóc với tụi em, nhưng mà khi tụi em không đạt được 10 triệu, trời thật cười với mặt tôi vui gì đâu á. Nhưng tôi không được vui luôn. Anh Nam dạo này đi châu Âu hơi nhiều, mang không khí lạnh về Sài Gòn. Chị Thảo và chị Lan đã chia sẻ về cái những cái game, những cái format mới lần đầu tiên mình chơi, thì mình cảm thấy là cái game này khác những cái game trước giờ mình chơi như thế nào? À không, em nghĩ là như vậy nha, cái format này nó rất là hay rồi, nhưng mà còn hay hơn nữa nếu như mọi người làm tiếp và mọi người làm sao gom những người vô chung kết lại chơi tiếp. Để tại sao họ không có tiền rồi, bây giờ mình phải gom lại để cho họ quay tiếp, họ chơi tới chừng nào họ đủ vô thì thôi. Cái trò chơi này bây giờ là áp lực. Trời khó chơi giúp trong tất cả các trò chơi mình chịu vừa chơi. Lan thì trò nó cũng áp lực hết sao? Không phải, thật ra thì thấy game này nó khác. Cái game khác là im lặng mà chơi, không có được ồn ào luôn. Mình chỉ được ồn sau khi là chơi xong mới được ồn. Rồi áp lực. Anh không nghĩ một điều em thế này.
ở trên kia bố mình nói quá nhiều nên không dám chút xíu mà bố nói hoài không hết là sao, nó kết chương trình đi là bố mình chơi thế nào. Đó, giờ là quá vui. Thường là những cái đoạn không nhấn vai rồi trong mỗi khúc này sẽ được cắt từ 1 tiếng thành 10 phút cho nên mọi người cứ việc nói đi thì cắt đầu là những cái vui mà nãy giờ cho cái vui đó thấy vui. Thật sự là từ nãy giờ không có miếng đậu đâu, rớt hết á thì đó gán cái miếng đó để người ta dựng nó vui. Miếng này vui nha, bảo đảm là nó là vui cái gầm nè. Tập trung đi ăn cơm, mà khi có cơm rồi cười đi. Đây cười 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 ép. Nói chung là bốn anh em đã chào hết này, người ta quay đầu đến tập bàn nó dựng sao dựng cây ta. Đúng vậy, ta biết bốn đội em đâu. Cả nhà ơi, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình Im Lặng Là Vàng trên kênh HTV7 vào lúc 20:30 mỗi tối thứ ba hàng tuần. Dạ thưa chị, 20:30 HTV7 có thứ ba hàng tuần. Nếu mà muốn coi lại trên YouTube xem vàng. Tôi nói lại đi, bốn nó nói bốn lần cho nó tiếp. Rồi, 2, 3. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, đi sau đây. Rồi, cảm ơn mọi người. Vẫn chưa được nói. Tôi vẫn chưa được nói luôn.